khi phố nhỏ lên đèn chìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần. Xin chào quý vị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc đang dõi theo kênh YouTube của Cương Audio. Quý vị thân mến, ở chương trình hôm nay tôi sẽ tiếp thị giới thiệu đồng thời test để quý vị và các bạn cùng thưởng thức và tham khảo một bộ cấu hình dùng nghe nhạc chuyên nghiệp và có thể hát karaoke rất tuyệt vời. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, hãy gọi điện và nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Quý vị thân mến, hiện nay tôi đang có hai kênh YouTube. Kênh thứ nhất có tên là Cương Audio, rất quen thuộc với quý vị và các bạn. Kênh thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Trên kênh YouTube Âm Thanh Vàng, tôi test rất nhiều những bộ karaoke chuyên nghiệp, những dòng loa bãi cũng như những dòng loa mới, những phương án phối ghép tốt nhất để các bạn có thể tham khảo vận dụng vào bộ cấu hình mà các bạn có thể sắp mua sắm hoặc có thể đã mua sắm trong gia đình. Những bạn đang có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Hiện nay Facebook của tôi quá 5.000 người kết bạn, cho nên các bạn vui lòng dùng tính năng theo dõi để chúng ta có thể tương tác được với nhau. Trong chương trình này, quý vị và các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu kỹ, đồng thời được thưởng thức một bản test tôi thực hiện trên một bộ cấu hình gồm có những thiết bị sau đây, có lẽ không còn xa lạ với quý vị nữa. Trước hết, bên tay trái, quý vị và các bạn đang nhìn thấy đó là mẫu loa súp, tức là loa siêu trầm của hãng DB Acoustic. Đây là một mẫu loa súp sử dụng một bát định hướng 30 với một biên độ dao động rất lớn, và nó sử dụng bát rốn cạn được sơn phủ một lớp bóng tạo ra bề cứng trên màng của loa súp, từ đó giúp cho sóng âm có thể cuộn được đi xa nhất. Đây là dòng loa súp định hướng giá 5.500.000 đồng, màu sẫm rất là đẹp mắt. Các bạn thân mến, tiếp theo các bạn nhìn thấy ở trung tâm đó là cặp loa rất quen thuộc với quý vị, cặp loa Bose 501 Series 4. Hiện nay tôi đang có các dòng Bose 501 Series 3 tuyệt đẹp lưới nhung giá 17.000 đồng. Còn trước mắt các bạn chính là cặp loa Bose 501 Series 4 có giá 19.500.000 đồng. Như nhiều clip trước đây tôi đã thưa với các bạn rằng hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các dòng loa Bose. Ở Việt Nam chúng ta rất thịnh hành các dòng 601, 601 Series 2, 601 Series 3, các dòng 301, các series, các dòng đầu năm, và các bạn thấy là cả các dòng Bose 701 hay lỗ thông hơi. Tuy nhiên các bạn biết là phẩm chất của các dòng loa Bose thường đem đến tiếng bass căng tròn, uy lực và âm thanh rất là chi tiết. Riêng đối với ba mẫu loa Bose, đó là Bose 701 hai lỗ thông hơi và Bose 501 Series 4 cũng như Bose 8.2 là ba mẫu loa Bose có tiếng bass ấm, mềm, trầm, sâu nhất, khác biệt so với những mẫu phổ thông thông thường thường hướng vào tiếng bass căng chắc, thì dòng này cho tiếng bass mềm trầm. Như vậy các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke với tiếng bass ấm, uy lực. Cặp loa này có thùng vuông thành sắc cạnh và lưới nhung tuyệt đẹp như các bạn nhìn thấy. Cặp loa có giá 19 năm. Các bạn có thể ghép vào rất nhiều các dòng âm ly của Denon, của các dòng Sansui, của Crown Cover hay cái dòng âm ly Technic cũng đều có thể dễ dàng phối ghép. Tức là nó khá là dễ phối ghép. Thì các bạn nhìn thấy ở đây tôi đang dùng một chiếc vang để lát nữa tôi sẽ test cho các bạn thưởng thức thử. Đây là chiếc vang Jaguar F900 sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea. Đây là dòng vang số chỉnh cơ, có hệ thống bàn phím giống như là một mixer, và nhà sản xuất gọi nó là bàn mixer thu nhỏ. Có khả năng kết nối không dây Bluetooth với iPad. Các bạn thấy đèn Bluetooth đang nháy với nguồn nhạc. Có thể chạy được nhạc cắm vào USB hoặc thẻ nhớ, đầy đủ các tính năng. Và các bạn thấy là có cả echo, cả dì vật, có thể chỉnh rời, chỉnh độc lập. Như vậy rất là tiện và đầy đủ các tính năng thời thượng. Giá chỉ 5.500.000 đồng. Các bạn đến với tôi sẽ mua được hàng chính hãng. Các bạn nhớ phải mua được đúng hàng chính hãng. Các bạn hát sẽ thấy giọng hát của các bạn rất là tuyệt vời. Ở phía dưới thì các bạn nhìn thấy một chiếc âm ly của Nhật Bản. Đây là dòng âm ly rất khủng của hãng Sansui. Đó là âm ly Sansui Alpha 907. Chiếc âm ly Sansui Alpha 907 tôi đã có một video clip phân tích cực kỳ chi tiết, hướng dẫn các bạn khai thác tuyệt đối 100% các tính năng. Tôi biết là nhiều bạn đã có những dòng âm ly kiểu như thế này, 607, 707, 907, nhưng chưa chắc nhiều người đã có thể khai thác hoàn toàn các tính năng của dòng âm ly này. Chiếc đi Alpha 907 này trang bị một mạch Alpha chủ động để dẫn dụ và tiêu diệt các nhiễu động trên đường truyền của loa với dây tín hiệu từ âm ly đi ra loa. Đặc biệt trong quá trình cuộn côn của loa hoạt động lâu gây nhiễu, gây sai lệch và gây ra những hiện tượng noise,
thì máy alpha này sẽ dẫn dụ và sẽ triệt tiêu tín hiệu đó để cho thiết bị có thể hoạt động được lâu mà vẫn giữ được âm thanh chính xác. Thứ nữa, chiêm ly này có công suất 400W, đủ để các bạn có thể đánh được rất nhiều những dòng loa khó tính. Những bạn nào đang có các dòng loa Onkyo, Diatone, những dòng loa Pioneer 180D, 180A, 180DR, 180-25A, 35A, các dòng 9500DV, v.v. Những dòng loa màng carbon nói chung nữa. Các bạn muốn tiếng mắt đánh uy lực, trầm, sâu, dũng mãnh thì hãy sử dụng âm ly Sansui 907 này. Đặc biệt là những bạn nhớ cho tôi là những bạn có các dòng loa Diatone mà các bạn đánh thấy tiếng bass nó nông, chuẩn chẹt và không có cái chiều sâu, tiếng bass thiếu cái độ dày dặn thì hãy sử dụng âm ly Sansui Alpha 907 này, các bạn sẽ được toại nguyện với tiếng bass hay nhất. Chiêm ly này có đầy đủ các tính năng tách bao, tách rè, có thể biến âm ly thành cục đẩy và có thể tách rè riêng, hoặc có thể chuyển sang chế độ đánh power arm đi jack, hoặc có thể đánh chế độ ban lớn. Rất nhiều các tính năng mà các bạn đã xem trên video clip của tôi từ trước đến nay không còn xa lạ nữa, và nó rất nặng, công suất 400W. Chiêm ly này tôi nhớ không nhầm nặng hơn 30kg và giá của nó là hơn 10 triệu đồng. Các bạn có thể gọi cho tôi để biết thêm chi tiết. Đây là một trong những mẫu âm ly mà các bạn chơi chắc chắn chúng ta sẽ đánh được nhiều dòng loa. Các bạn thấy tôi đánh vào dòng loa bốt mà rất là tuyệt vời thôi. Bây giờ thì các bạn quan sát qua cặp loa bốt này, sau đó thì tôi sẽ test thử cho các bạn thưởng thức. Cả loa cả súp thì các bạn thấy đấy, không có điểm trừ. Các sản phẩm khi chúng tôi bán cho các bạn thì các bạn nhớ là có một cái điều mà ít bạn để ý. Các bạn cứ thấy anh em bán hàng thì các bạn chỉ quan tâm đến nhiều cái yếu tố khác mà các bạn không để ý. Tôi bán hàng với cái phương châm đó là bao zin và bảo hành 1 tháng 1 đổi 1 cho các bạn. Nếu lỗi thuộc về sản phẩm, còn đánh loa chết, loa cháy, đánh vỡ loa, đánh cắm nhầm điện, âm ly vân vân thì đó là những lỗi không bảo hành, các bạn nhớ nhé. Đấy. Thì có những anh em là khi mua những cặp loa, những cái bộ ở chỗ chúng tôi, kể cả mua ở chỗ khác thế thôi. Đấy, các bạn mua về chơi đến nửa năm rồi, bắt đầu thì không may là nó có cái trục trặc gì đó, ví dụ như nó nhiễm sét ABC là các bạn lại cái tâm lý như bắt đền người bán. Cái điều đó là thường xuyên thì tôi vẫn hay gặp phải, và khi mà hướng dẫn các bạn cách xử lý thì nó rất là dễ thôi. Thế tuy nhiên thì nhiều bạn thì tỏ ra là muốn ý là anh em đã bán hàng là phải có trách nhiệm đầu cuối, đến khi các bạn không chơi nữa các bạn bán lại chúng tôi bắt buộc phải mua lại, đại khái kiểu kiểu như vậy. Thì các bạn nhớ là chúng ta chơi hàng bãi cũng thế thôi, chơi hàng mới cũng thế thôi. Các bạn mua cái tivi mới tinh ấy, các bạn cứ thử mua cái tivi mới tinh xem, khi mà nó lỗi ngay trong một tuần mà nó lỗi, nhà sản xuất vẫn bảo hành cho các bạn nhưng người ta sẽ sửa giúp các bạn chứ người ta không đổi cho các bạn cái mới. Các bạn nhớ đó là điều mà ít bạn để ý đến. Các bạn mua cái ô tô của nhà sản xuất đấy mà lỗi thì nhà sản xuất chỉ thông báo triệu hồi để khắc phục chứ không đổi cho các bạn cái mới. Các bạn biết rõ cái điều này rồi. Rất nhiều bạn là khi mà mua các thiết bị audio cũng thế, đã luôn luôn đặt ra những cái yêu cầu là bảo hành trọn đời sản phẩm, thì xin thưa các bạn là không ở đâu làm được điều đó đâu ạ. Đấy, chỉ bảo hành cho các bạn về mặt kỹ thuật nguyên zin đẹp đấy. Nếu lỗi thuộc về sản phẩm, ví dụ như sắt cốt đấy, có nhiều bạn mua loa của tôi và do vận chuyển đến nơi cái nó sắt cốt cái, ok tôi thu hồi ngay, đổi cho các bạn cái khác ngay. Đấy, thì các bạn thấy những người bán hàng như tôi rất là tận tình. Tuy nhiên thì cũng không thể nào mà làm vừa lòng tất cả mọi người được. Tuy nhiên thì các bạn thấy những cấu hình mà tôi giới thiệu các bạn thì luôn luôn sẽ cố gắng phát huy tốt nhất cái tố chất của nó, tức là cái phẩm chất âm thanh. Chúng ta chơi âm thanh là chúng ta phải đặt cái yếu tố âm thanh lên hàng đầu. Loa đẹp nhưng âm thanh không hay thì cũng không làm gì được cả, không giải quyết vấn đề gì cả, nó không đúng tiêu chí của những người chơi audio thật. Đấy. Thì các bạn nhớ là những bản test của tôi thì luôn luôn hướng đến cái sự trung thực trong cái giải âm thanh, và sau đó thì các bạn có thể biến hóa, chỉnh cho nó ảo, cho nó nịnh giọng thì tùy các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ test thử. Các bạn có bất cứ một cái khúc mắc thì có thể trực tiếp trao đổi với tôi bằng Facebook, bằng Zalo, có thể nhắn tin trực tiếp vào Zalo cho tôi thì tôi thường xuyên sẽ phúc đáp các bạn một cách nhanh hơn, chính xác hơn. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức bản test của tôi. Đường trần ai hay cả...
Nhắc lại là các bạn phải đeo tai phone, các bạn mới bắt nó hay như thế nào ạ. Khi phố nhỏ lên đèn, tìm dân trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần, mà lòng tái tê xa vắng vọng về, men đắng nào cho với nhớ thương đau, em đã bỏ ta rồi, từ ngày em đi. Thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi, mây gió gọi về. Những đêm trường như tang tóc điều hiu. Em còn nhớ những ngày xưa đó em. Trời khuya gió mưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi về với ta trên suốt nẻo trần đường trần ấy.